chào tất cả mọi người nha. Ngày mới, chúc mọi người có một ngày thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc nha. Hôm nay tiếp tục thăm bẫy mọi người. Đây, giỏ sách của mình. Chuột trắng tơi tả. Lúc này vào mùa mưa rồi nha mọi người. Mới mưa phía mà giờ còn chuyển đang thui luôn nè. Lúc này vào mùa mưa rồi. Đẩy chuột mà cái lúc mùa mưa này cũng khó khăn lắm mọi người. Dầm mưa dữ lắm. Mà có bữa chạy bữa không nữa. Đây thầy trường cái đầu tiên rồi. Rồi cái đầu tiên rất lớn rồi mọi người ơi. Đó. Mưa quá. Xem video có rung lắc thì mọi người thông cảm cho mình nha. Rồi hai cái trớt luôn. Tình hình này bữa nay đói rồi nha. Trớt hai cái rồi đó. Mưa quá. Cái này mới sao. À sập. Chuột cơm nha mọi người. À. Em chuột cơm. Coi dính là quý rồi. Cái con chuột chỗ này nó khôn dữ lắm mọi người. Đặt chiến trước ủi chứ này ủi nữa. Con này chắc nó bự lắm. Để đi. Rồi mày sẽ thấy cảnh. Sập rồi nè. Chút gì đây. Trời ơi. Sập món dính mọi người ơi. Khôn. Quá khôn rồi. Nó ăn mình không vô mọi người ơi. Nhát rồi. Nhát luôn. Trời ơi. Màu đang hết lúa luôn. Không chui vô. Wow, mấy con này giờ khôn dữ rồi. Rút kinh nghiệm mà khôn rồi. Cầm 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 mọi người. Cầm. Nãy giờ mới được con cống mọi người. Ra phải gì chứ. Thất bại hoài chết ạ. Nay mưa quá chuột nó không chạy mọi người. Với đoạn phần nó nằm như nó cũng muốn nhát hay gì á. Cọt lại. Vậy cái chắc ăn rồi đó. Xong. Ủa được. Được đi. Trời ơi nó mỏi ăn sao đít ăn tới. Ăn hết lúa luôn. Wow trời. Mấy này nó khôn rồi. Cáo già hết rồi. Nãy giờ bốn cái à mọi người. Bốn cái rồi nó ăn mà nó không vô không à. Sập mà cũng không dính đâu. Cũng một vòng dưới nữa. Này là chắc tại nó nhát bẫy rồi. Nhát bẫy. Trời ơi. Ủi lật ngang lật ngửa luôn. Phải cầm mới được. Không cầm là thua rồi. Này nó nhát rồi. La cái gì? La cái gì mà la? Rồi đây, đây. Cống ngồi rồi. Ngoái sờ dưới cái đuôi này rồi. Đây. Nó bị dưới cái đuôi. Chết mẹ rồi chưa. Cầm 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 cầm. Ê. Cắn gần 37 hết rồi mọi người ơi. Để quay đây. Em lên.
Nó vô liền mọi người, chuẩn bị hư rồi. Rồi hên. Con này bự. Để sạn lại, sửa lại nha mọi người. Cắn hư 7 rồi. Ngừng lại. Cuối cùng cũng sửa xong mọi người. Xem chút hết ăn chuột này rồi. Quá wow, cái bự luôn. Đã ghê mọi người. Rồi, để thăm cái kế tiếp. Đi cầm nha. Đó. Trời ơi con bự thừ lứ luôn. Cái lý không? Cột miệng lại mọi người. Cột lại cái cho chắc cú. Cái mà cục quá đó. Rồi xong. Qua rồi đã. Ủi lật bẫy nữa nè mọi người. Ủi lật bẫy luôn. Mấy con này khôn. Trời ơi. Phá bẫy nữa. Hay thiệt nội ơi. Phá bẫy liền liền luôn. À, cái này dính cống tơ mọi người, dính em cống tơ. Rồi, trước lớp đường đi rồi lôi mồi ra luôn, ăn hết lúa luôn. Thua mấy này, cáo già quá rồi. Dính rồi mọi người. Ôi trời, tôi dưới này luôn. Cũng tơ rồi mọi người. Còn cái cuối cùng nữa nha mọi người. Cuối cùng mới sao đây. Rồi, không sập rồi. Ồ, cái cuối cùng trớt. Đường đi vậy mà trớt. Rồi, ra ngoài cho mọi người xem kết quả luôn nha. Nay sảy nhiều quá mọi người ơi. Chứ nếu không sảy là ngon rồi. Đây, cho mọi người xem kết quả. Bữa nay sảy hơi nhiều mọi người. Một con. Cống nhum. Cống lồ. Hai con. Cống tơ. Ba con cống tơ. Bữa nay mà không xảy là dính đã lắm đó. Bốn con. Năm con. Sáu con. Bảy con nha mọi người. Chuột bự. Đây được 7 con. Để vậy đi, để cái này lớn xúc ra chạy tốt tiếp lắm. Đã ghê mọi người. Nè, một con cống bự, hai con cống bự, ba con cống bự, bốn con cống bự. Bốn con bự với con chuột cơm, hai con cống tơ. Thôi vậy cũng quý lắm rồi. Rồi xin chào tất cả mọi người nha. Tạm biệt. Hẹn gặp lại video sau nha mọi người. Xem video nhớ cho một like, đăng ký kênh ủng hộ nha.